nhà mà kìa ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm đạp sương hà gió tuyết trở về đây để làm gì? Để kể cho bà nghe. Trình hôm qua tôi có về ngang nơi hò hẹn cũ thì hỏi ơi người con gái ấy đã sang sông kìa. Thôi ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động, ông hãy đi đi, ông hãy đi đi bà. Sẽ ra đi đưa tiếng mùa thu vào một giấc mơ buồn ba, để một chiều nào bà dừng chân nơi quán lạ xin bài dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Bye.
từng giết tình tôi giết mộng đau đôi ngã từ trọn đời ôm hận một mình tôi xin vinh biết tâm ơi từng bước chân xa như chia đôi trời vinh biết tâm ra đi gọi sầu mưa tiếc nghe trở lại phòng phơi nghe chết lành gặp nhau lần sau cuối rồi anh.